Chào mừng các bạn đã đến với series Tài chính A tới A của FinHay. Tại sao lại nói quỹ ETF hay quỹ hoán đổi danh mục là quỹ cosplayer? Cùng tìm hiểu nhé! Anh Hoàng ơi, hôm qua em mới tìm hiểu về quỹ ETF ấy, quỹ hoán đổi danh mục ấy, anh có hiểu quỹ này như thế nào không? Quỹ ETF à? Quỹ ETF thì anh hay gọi nó là quỹ đầu tư cosplay, bởi vì cái bản chất của cái quỹ này nó là quỹ đầu tư thụ động. Nó sẽ mô phỏng bắt chước theo sự biến động thực tế của một chỉ số cổ phiếu hoặc là một hàng hóa hoặc là tài sản nào đó. Và để cho cái sự bắt mô phỏng này nó được hoàn hảo nhất thì cái quỹ này nó sẽ chọn ra những cái cổ phiếu của những doanh nghiệp đầu ngành có hoạt động ổn định và có sự ảnh hưởng lớn trên thị trường. E, exchange, hoán đổi, trao đổi. T, traded là giao dịch, mua bán qua lại. F, fund là quỹ. Thì quỹ ETF là quỹ mở, được hình thành từ việc tiếp nhận, trao đổi qua lại giữa các loại cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Nói một cách ngắn gọn là các chuyên gia sẽ thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư hay còn gọi là portfolio để đạt được mục tiêu cuối cùng là sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng gần nhất đối với tốc độ tăng trưởng của thị trường ạ. Này em bảo, cái quỹ ETF sáng nay em hỏi anh ấy, nghe có vẻ xịn sò nhỉ? Thế ưu nhược điểm của cái quỹ này là gì? Ưu điểm của cái quỹ này là nó sẽ rất tiện cho em khi mà em đầu tư. Kiểu như là em mua 1 được 10 ấy. Nghĩa là em chỉ cần mua một chứng chỉ kỹ thôi là em đã được sở hữu rất là nhiều những cái mã cổ phiếu khác nhau rồi. Ví dụ nhá, là chẳng hạn như bình thường là em muốn mua tất cả 30 cái mã cổ phiếu của cái chỉ số VN30 đúng không? Thì em sẽ phải tốn đến 30 lần giao dịch đúng không? Thì cái phí giao dịch nó sẽ rất là tốn kém. Trong khi là em chỉ cần mua một chứng chỉ quỹ của quỹ mô phỏng chỉ số VN30 thôi là em đã có rất nhiều những cái mã cổ phiếu trong đấy rồi. Và điều đặc biệt ấy, ở đây là em chỉ cần mua một lần duy nhất thôi. Về nhược điểm thì cái khả năng sinh lời của nó sẽ không cao bằng các hình thức đầu tư khác. Bởi vì là cái quỹ ETF này nó mô phỏng thị trường ấy. Tuy nhiên lại có rất nhiều ưu điểm khác, như là cái giao dịch thì nó đơn giản, rồi mua bán được 24/7, chi phí quản lý rất là hợp lý. Và điều quan trọng nhất thì là các cái nhà đầu tư hình thức này sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như là tiền bạc. Bởi vì các cái quỹ ETF thì có danh mục cổ phiếu đã tối ưu rồi, cũng như là được điều hành bởi các nhà quản lý rất giỏi. Đôi lúc thì giá trị của chứng chỉ quỹ sẽ thấp hơn hoặc là cao hơn giá trị mà cái quỹ ETF nó đang mô phỏng. Ví dụ như là quỹ đang mô phỏng chỉ số VN30 chẳng hạn, VN30 có thể sẽ tăng 3% nhưng mình lại thấy ETF giảm 1% chẳng hạn. Thì trong trường hợp này không có gì phải lo lắng cả. Các cái chuyên gia tại quỹ sẽ nhanh chóng khiến cho cái giá trị của quỹ bắt kịp với thị trường thôi. Sau một hồi cùng nhau tìm hiểu, chắc hẳn các bạn đã hình dung ra quỹ hoán đổi danh mục là gì rồi đúng không? Quỹ hoán đổi danh mục, gọi tắt là quỹ ETF, là quỹ đầu tư thụ động, mô phỏng theo một chỉ số của một thị trường cụ thể, nhằm mục đích cuối cùng là đạt mức tăng trưởng giống nhất với tốc độ tăng trưởng của thị trường. Chứng chỉ quỹ ETF là một loại chứng khoán, xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn đã đầu tư tại quỹ ETF. Cũng giống như cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của quỹ hoán đổi danh mục được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán.